Anh Chí xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại trên đường Trần Hưng Đạo. Khu vực này là thuộc về quận 5 anh chị. Ở nhà mình vẫn thấy là khu vực Trần Hưng Đạo thì có nhiều tuyến đường, một khu về quận 5 đến quận 14 là hết, một khu về quận nhất. Đây là tuyến đường tôi di chuyển về quận 5. Đoạn này là ngã tư của đường Nguyễn Huệ qua Trần Hưng Đạo nha cả nhà. Hôm nay thì nhiều cái cửa hàng bộ y tế bên đây, nói chung là phòng khám chuyên khoa nè, đây cũng không thấy mở cửa ha. Rồi sắp tới thì các cửa hàng hôm nay nói chung là mở cửa hơi gọi là chậm hơn những so với những tháng trước năm rồi luôn cả nhà. Do kinh doanh tình hình gọi là chậm đi nhiều. Đây cả nhà mình nhìn thấy nè. Cho thuê nhà Quyên Trăng hiện nay thì cũng vẫn còn gọi là dán đầy bấy bá như những tấm bảng cho thuê nhà Quyên Trăng, rồi có nhiều tấm bảng lớn bảng nhỏ luôn, dán trên cửa kính luôn. Nói chung là dán đầy luôn đó nha. Dán rất là nhiều. Sự phân sắc của bà con năm nay làm ăn mà gọi là đậu tiền vào để kinh doanh một cái vị trí đẹp như vậy chưa thấy luôn. Những tấm giảng dán này thì hồi năm rồi đó nha, là có dán rồi, là bên Thế Giới Di Động bây giờ là ngưng, không hoạt động nữa, bây giờ là trả mặt bằng, dán rất là nhiều. Bây giờ chưa thấy ai đậu tiền vào để thuê để kinh doanh. Và đến hiện nay thì một số kinh doanh của bà con gặp nhiều khó khăn nhiều, do các giảm chi tiêu ảnh hưởng kinh tế. Chưa nói toàn cầu, cả nhà mình vẫn thấy là hỏi ai cũng nói là mọi bà con mình đang dạng như là tiết kiệm tiền đó cả nhà, để tình hình làm ăn khó khăn, để xài như thế nào cho gọi là cái chuẩn, chứ xài lố xài thâm thì có nước làm ăn nợ. Bây giờ rất là sợ, em cũng hỏi nhiều anh sơ cũng vẫn vậy. Bây giờ chạy sơ cũng khó khăn, nhiều người chạy nhiều thương hiệu cũng cạnh tranh nhau. Nhiều khi một cái điểm đậu sơ âm thôi mà 6-7 cái thương hiệu sơ âm ráp như Vô Việt, Vui Rét, BB hay là Shopee Ford, rồi rất là nhiều loại của nhà dân dân luôn. Bây giờ khó khăn làm ăn rất là nhiều. Đây cả nhà mình thấy là bên đường hôm nay thì cũng cho thuê nhà Quyên Trăng, những chủ nhà hàng quán ăn là cả nhà mình thấy ha, bây giờ cũng dán bảng đầy như vậy, không có gọi là kinh doanh nhiều. Tại vì thời điểm này thì nhậu uống bia này kia đồ thì nồng độ cồn này kia đồ, cả nhà mình thấy rất là khó khăn cho các chủ quán mà kinh doanh về quán bia quán nhậu ha, rồi các nhà hàng lớn nhỏ luôn, giảm một số lượng khá đáng kể so với nhiều năm trước. Đây bên đây thì có công ty bên đây cũng cho thuê cả nhà, dán bảng này cũng lâu rồi đó. Em thấy là dán kế bên dán là năm rồi luôn á, mà nay thì cũng chưa thấy luôn cả nhà, chưa thấy ai thuê luôn. Hai cái vị trí này cũng gọi là rất là ok luôn á, một con đường Trần Hưng Đạo rất là thoáng, đường hai chiều, bốn làn xe rất là thoáng rộng luôn. Mà hiện nay thì bà con chưa gọi là có tình hình khởi sắc mà để đầu tư vào thuê. Hôm nay thì thuộc về quý 2 rồi, vào tháng 4 rồi cả nhà. Hôm nay là tháng 4 rồi, bây giờ cũng chưa thấy tình hình của bà con mà để đầu tư vào nữa. Về con đường Trần Hưng Đạo thì cả nhà mình vẫn thấy là một con đường sầm uất, không huyết mạch luôn. Nhiều tuyến đường kinh doanh của bà con hiện nay. Trên đây mua bán về điện thoại nè, rồi ngân hàng thì đầy rải luôn cả nhà. Ngân hàng của Tbank, Agribank, rồi Abbank rồi. Nói chung là Simbank nói chung là đầy rải luôn. Rồi các gọi là cơ sở công ty, đa số thì bên đây thì công ty hơi bị nhiều. Tại vì một phần về trung tâm á, đa số thì công ty mọc ra nhiều chi nhánh ở trên khu vực Trần Hưng Đạo này. Đây cũng là một công ty đất đây anh chị, căn nhà mình vẫn thấy ha, cũng dán bảng cho thuê nhà nguyên căn như thế này. Một căn nhà nói chung là cũng ở 5 lầu 6 lầu ở nhà mà bây giờ dán bấy bá như vậy luôn, từ trên xuống dưới luôn, dán rất là nhiều tấm bảng dán luôn, lớn có nhỏ có, mà bây giờ cũng chưa thấy tình hình mà để đầu tư vào thuê. Cái bên này cũng bán thực phẩm về mùa qua nè, bán đủ loại thực phẩm luôn. Mà hiện tại thì bây giờ một số tình hình kinh doanh của bà con mua bán thức ăn thực phẩm hay là những cái chủ cửa hàng lớn nhỏ bây giờ nó hơi bị chậm lặng đi nhiều, bắn đi nhiều. Chứ khách hàng bây giờ nằm trong vấn đề cắt giảm chi tiêu, gặp nhiều khó khăn cho bà con kinh doanh mua bán. Thì cái đồng tiền không có xoay vòng nhiều,
cho nên bà con mình mua bán gặp nhiều cách chở lắm đây nha. Người A cũng cách chở rồi di chuyển với người B nó kéo theo cái hệ lụy rất là ghê gớm. Mình đừng có nghĩ là đơn giản một cái vấn đề mà mua bán con người rồi không mua thì thôi, gì nhỏ nhặt luôn, nó kéo theo rất là nhiều người. Kinh tế mua bán lắm giờ bà con mình nhìn thấy rồi, mua bán thì nhiều mà khách thì ít. Đây là cả nhà thấy bệnh viện không? Rất là nhiều người mà ngồi bên ngoài luôn. Bên đây là bệnh viện trục chính nè cả nhà. Đây cả nhà nhìn thấy nè, đây là bệnh viện chấn thương chỉnh hình xuồng chính nè. Bệnh viện thì lúc nào cũng đầy dãy như thế này, đông như thế này nè cả nhà. Cả nhà mình nhìn thấy đông ha. Bên đây vô bên đây nói chung là rất là ghê cả nhà. Đủ thứ gọi là tai nạn hết. Đây là bệnh viện chữa trị về tai nạn ha. Như tai nạn nghề nghiệp, tai nạn xe cộ hay tai nạn đủ thứ luôn. Bởi vậy bệnh viện lúc nào cũng khá đông về vấn đề mà chữa trị. Đây cả nhà mình thấy đó là cổng trước ha, đây là của phía sau nè. Phía sau thì bây giờ chạy chung cư cũng đông như vậy nè cả nhà. Bệnh viện mà đông như vậy cả nhà thấy chữa trị không kịp luôn. Có nhiều người đã đi gọi là thăm khám dịch vụ, còn bảo hiểm thì chờ hơi bị lâu cả nhà. Nhiều khi nằm từ sáng chiều luôn á, tại vì số lượng khách rất là đông, ai cũng muốn là trước tiên hết. Bởi vậy mỗi phòng dịch vụ thì cũng phải chờ, nhưng mà chờ một số lượng ít thôi. Bên đây thì cũng có một cái đội xe dịch vụ mà để chăm nom dạng như là khách hàng mà ở dưới tỉnh lên, hoặc là bà con mà thân nhân nằm bệnh viện mà không có người lo sóc chăm sóc đó cả nhà. Bên này cũng có cái dịch vụ như là đẩy xe đi tới lui nè, rồi chăm nom tính hàng ngày nè, ngày thì 300.000 một ngày. Em cũng có hỏi là bà con khu vực này thì 300, rồi đẩy xe thì mấy chục ngàn đó cả nhà. Đây là một con hẻm cũng mua bán kinh doanh nè, rồi hỏi mấy người bán cà phê bên đây nè cả nhà, cho người ta chỉ vô người cho trong cái đội đó, trong đó có cái đội ha, kế cây xăng nè cả nhà ha, kế cây xăng 744 Trần Hưng Đạo B này. Thì trên Trần Hưng Đạo thì cả nhà thấy là vô cái hẻm Đình Tân Kiển á là 718 728, trong đó thì có một cái dịch vụ chăm lo bệnh nhân, rồi đẩy xe, hơi xe đẩy xe cả nhà, như xe đẩy xe như vậy nè. Các nhà em thấy ha. Rất là nhiều cảnh tượng trên Sài Gòn này khó khăn mà bà con mình làm đầy đủ nhiều nghề, nghề nào cũng làm hết cả nhà. Sơm thì mình không cần nói đến rồi, nghề sơm công nghệ thì hoặc là sơm truyền thống thì từ xưa đến giờ thì cả nhà mình vẫn thấy là cũng rất là dễ, công việc này dễ chạy và kiếm tiền để sống của bà con. Nhưng mà thời điểm này cũng rất là khó khăn. Bây giờ ai cũng ra làm được hết cả nhà, tại vì thất nghiệp tràn lan mà. Nhiều công ty, nhiều cơ xưởng thì bây giờ đóng cửa, thất nghiệp bà con rất là nhiều ở Sài Gòn này. Rồi nhiều cái quán ăn, quán uống nữa bây giờ cắt giảm nữa. Bây giờ cả nhà mình thấy nhiều quán ăn mà mở ra quán lớn thì có lượng khách nhiều quá thì không nói, khách ít thì có nước bù lỗ và gồng lỗ, và có nước là đóng cửa, phá sản luôn. Rất là nhiều tuyến đường lớn ở khu vực Sài Gòn mình cũng đóng cửa về vấn đề mà thiếu khách hàng. Hiện nay thì cũng có một số chủ cửa hàng cũng mở lên, thành lập lại, cũng mở kinh doanh cũng có. Nói chung là năm nào cũng có người kinh doanh hết, chứ không phải là mua bán mà không ai mua bán kinh doanh. Nhưng mà con mình cũng thấy mang nhiều xe gáp ở đây nè, những chú lớn tuổi nè, 60, 60 mấy rồi cũng còn dám chạy kiếm cuộc sống. Bởi vì Sài Gòn mình á, kiếm cuộc sống rất là khó khăn. Nhiều chú, nhiều anh á, muốn thuê nhà trọ, rồi ở nhà người quen cũng không có được tiền á, người ta mới thuê ở dưới tỉnh lên mà. Bây giờ anh chạy xe gáp, gọi là đi làm bán thời gian. Bây giờ làm công việc này, công việc kia thì xin việc làm thì hơi bị khó khăn hơn mỗi năm trước. Bây giờ người ta cũng buôn bán ế á, rồi làm không ra công việc nhiều quá, người ta cũng không có gọi là cần thuê người nhiều. Cho nên mọi công việc của bà con thì cả nhà mình cũng thấy nó gọi là ứ trệ lợi, rồi là đồng tiền mình đâu có đồng tiền xài đó, rồi hạn chế xài, hạn hẹp lại, đi mua chi đi chợ thì cả nhà thấy em qua những cánh chợ rồi, rất là nhiều sạp cũng bỏ đó, phế đi luôn á, không thấy một quán kinh doanh luôn. Như bên đường này cũng có nhiều cái cửa tiệm như thế này nè, cũng còn chưa có gọi là mở tiệm ra ai đầu tư vào để kinh doanh. Cả nhà mình cũng thấy bên Trần Hưng Đạo này cũng khá nhiều tiệm lớn ha, 2-3 cửa hàng luôn. Đây các nhà thấy qua màn hình ống kính nè,
đóng cửa về dán bảng cho thuê gì hai ba tiệm như vậy luôn, cửa hàng mà đóng cửa như vậy thì chưa thấy mà ai gọi là để tìm vị trí này cho thuê. Đây sắp tới cũng có gọi là đóng cửa luôn rồi. Một chuỗi cửa hàng khu vực vừa qua cả nhà bây giờ cũng đóng cửa luôn ha. Nó có nhà giờ thấy nhà hàng ăn uống bây giờ đóng cửa dần dần rồi, tại vì số lượng khách hàng bây giờ khan hiếm là do bà con mình làm không giao được tiền, cho nên cũng không gọi là bắt buộc phải xài đồng tiền nhiều để chi xài cho gia đình thôi, chứ không có chi xài phung phí như lúc trước mà đi ăn này ăn kia xa qua. Và bây giờ bà con mình cũng có một cái hiểu biết về cái kinh tế mà suy thoái toàn cầu về khó khăn đó mà cả nhà. Bên đây cũng bán nhà luôn nè, các nhà thấy nha, đây đang bán nhà luôn mà bây giờ cũng chưa thấy gọi là gì hết. Rất là nhiều công ty trên tuyến đường này và những cơ sở ẩm thực bây giờ cũng ở đóng cửa than cài luôn. Nhiều cái đóng cửa than cài này cả nhà cũng đều hiểu thêm rồi, và mình không có gọi là mở cửa đóng cửa nào than cài một thời gian lâu luôn đó nha. Như đây nè, đóng cửa kéo cửa xuống luôn, một thời gian lâu luôn. Bà con cũng gọi là mua bán kinh doanh bên ngoài nhưng mà số lượng khách hàng cả nhà thấy qua mình đóng kính. Sự ăn sáng của bà con thôi, bây giờ mới 9 giờ sáng thôi mà cả nhà mình thấy là nó vẫn quen như vậy nè. Rồi bà con mua bán cũng chậm đi nữa, bây giờ nhiều người hạn chế lắm đó nha, đa số những quán nước quen quen đường cũng vậy nữa, đa số bán là về nước suối nè, nước sâm hay là nước gọi là nước mát rồi đó, bây giờ cũng chậm đi nữa. Bà con tiết kiệm mà phải đem mà nước suối theo để đeo xe để uống cả nhà, tại mùa nắng nè. Nói chung là hạn chế tiết kiệm như thế nào thì đỡ cả nhà. Đây cả nhà thấy ông bán nhà nữa, về khu vực Trần Đạo này bán nhà giá trị cũng thấp nhất là cũng khoảng là 20 triệu lên rồi cả nhà ha. Tại vì bên đây thì khu vực nó sầm uất để kinh doanh, khu mặt tiền nhà cũng rộng. Con năm nay kinh doanh cũng khan lắm cả nhà. Em thấy nhiều tình hình bà con kinh doanh năm nay không làm được như ý muốn, cũng tính toán dữ lắm luôn á, tính ABCD dữ lắm luôn mà bây giờ nay cũng cắt giảm hết rồi, tiền theo chiều hướng cắt giảm, người ta buôn bán ít lậu xíu nhưng mà sẽ hết, cũng thấy đồng lời còn ổn hơn là buôn bán nhiều không có cần làm. Đây cả nhà thấy không, treo hai bản cho thuê nhà đây, nhà 3 lầu luôn, 4-5 lầu luôn ha. Bên đây thì cho thuê xuyên suốt để kinh doanh mua bán luôn, gọi là công ty vẫn được. Đối diện với nhà hàng tiệc cưới của Venaya của nhà. Khu vực Venaya nhà hàng tiệc cưới này cũng mọc lên đây là cũng nhiều năm rồi. Cũng khá đông tiệc cưới đã về khu vực tuyến đường Vận Động này. Đối với nhà hàng tiệc cưới thì rất là sang trọng, cho bà con mình gọi là đãi tiệc. Nhưng mà cũng tùy theo tình huống gọi làm ăn được của bà con, cũng có bà con làm ăn được đó. Giờ rồi bà con đãi hàng tiệc cưới, cũng có nhiều bà con làm một cái lễ để cưới tiết kiệm đãi ở nhà, nói chung là tiết kiệm gọi là hai bên thỏa thuận đó nha. Chứ mà bây giờ mà không có gọi là đủ số lượng tiền á, cứ đãi mà đi mượn đâu lại đầu kia đắp vô đãi xong rồi cái hai chồng về cái làm đụng trả nợ thấy bà luôn, chứ đâu phải giỡn đâu. Tại vì năm nay bà con làm ăn cũng không có còn được nhiều tiền, cũng nói chung là đi đường cưới cũng ngặt hẹp, chứ không phải mà đi mà thoải mái phóng khoáng như vậy. Mình cũng không trách được bà con mà có tiền hay không tiền để đi những cái lễ tiệc cưới hay lễ tiệc ăn uống như vậy đâu. Đây là tuyến đường Nguyễn Như Phương giao lộ với lại đoạn đường Trịnh Đạo đó nha.
trước tới thì giao đội đường Nguyễn Trãi, nói chung là đường Nguyễn Khung thì sẽ rất là nhiều thắng luôn. Sẽ từ đoạn này thì dẫn đạo thì ra tới đoạn Nguyễn Trãi cũng sẽ nè, xong rồi trước tới đoạn Nhân Vương nè, trước tới nữa là ngã sáu luôn. Nói chung là chia sẻ nhiều cái tuyến đường đó. Đường Nguyễn Như Phương thì rất là gọi là sầm uất luôn, kinh doanh mua bán thì nói chung là cũng có tiếng ở khu vực Sài Gòn nè. Đây khu vực điểm này là bệnh viện Nguyễn Như Phương nè cả nhà. Giờ nhìn về các bệnh viện thì điểm nào cũng đông hết. Về mùa nắng thì các nhà thấy là bệnh thì rất là nhiều. Như là đơn giản thôi. Đa số thì trên báo đài thì đang cũng có tuyên truyền là bệnh dại bây giờ mùa nắng đó nha. Bệnh chó dại, mèo dại đừng có để mèo vào hay là chó vào cắn này kia đâu. Cái đó là già cũng cẩn thận một xíu. Nếu mình có nuôi thú cưng trong gia đình, tuy rằng mình có chích ngừa á, nhưng mà mình phải kỹ một xíu ha. Di chuyển ra đến đoạn này thì An Dương Vương và đoạn đường của khu vực Nguyễn Như Phương. Đến đây thì cả nhà thấy là khu vực bán xe về Quang Phương rồi mua chiếc xe trả góp nè. Quang Phương thì hai bên giải đường đó nha. Nói về Quang Phương thì mua bán xe bây giờ nhiều tuyến đường của Quang Phương kinh doanh quán rất là nhiều ở mặt bằng căn góc, mặt bằng lớn. Số lượng khách hàng bây giờ thì nó đều hiu hơn mọi năm trước đó nha. Bây giờ mua bán là trả tiền trả giá này kia rồi, nó hơi bị gọi là khó khăn hơn nhiều. Rồi làm cái tờ xe cũng khó khăn hơn, tại vì một mặt kinh doanh bây giờ ai cũng muốn đổ xô ra mà để kinh doanh mua bán hết á, rồi thì cạnh tranh với nhau nữa. Chỗ này thì ví dụ một con xe 30 triệu đi, chỗ kia thì 29.500 người ta cũng chạy tới chạy lui, chỗ nào mà rẻ hơn 500 người ta cũng đi tới nữa nha. Tại vì vấn đề bây giờ là mình tiết kiệm mà. Thì đến đây sẽ di chuyển ra con đường Hồng Vương. Em cũng đã chia sẻ một số hình ảnh qua mà đóng kính cho cả nhà mình từ đạo ra đến đây. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã đồng hành cùng em. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn.